Giờ trước mắt các bác là một cái cặp loa xi ngầu của hãng Bose. Dòng này là dòng Acoustimax Cube AM5. To con hơn những cái dòng xi ngầu mà Redline. Array là những cái dòng nhỏ hơn. Dòng này tiếng rất là hay. Các bác kiểm tra chất âm giùm em. Giá của đôi loa này là 2.200.000 đồng.